Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh cô gái mặc bộ đồ rất là đẹp này. Các bạn hãy cùng mình tô bức tranh này nha.
chúng mình đã thu mò xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái với một bộ đồ màu đỏ, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu xanh rất là xinh. Với cách thu màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.